Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và trên màn ảnh của quý vị đây là mẫu Toyota Innova, xe dịch vụ quốc dân. Tuy nhiên thì đây lại là phiên bản số tự động nhá, 2.0 số tự động, ưu tiên khách hàng đi gia đình. Các bác chạy dịch vụ thì vẫn thích là bản số sàn cho tiết kiệm. Tuy nhiên thì bản 2.0 số tự động này sẽ thay đổi một số điểm cơ bản như sau, thì mình xin trình bày ngay xong cái video ở đây. Điểm nhanh qua thì Innova mới có cái kích thước hay thông số động cơ không thay đổi nhiều, thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất và cũng như là tính năng option trên xe. Chắc chắn rồi, thì đầu tiên là chúng ta đến với hệ thống đèn thôi. Đèn này thì là đèn pha cốt, thì chúng ta ở thế đây, cái đèn pha thì vẫn là đèn bóng halogen này, có daylight ban ngày này. Đèn cốt này là dạng cầu bi nhá, đèn xi nhan thì cũng là đèn bóng halogen, vẫn bóng vàng. Tuy nhiên thì phía trước chúng ta lại có thêm cảm biến nhé. Thông thường thì năm nay Toyota trang bị 6 cảm biến cho hầu hết các mẫu xe, hai trước và bốn sau. Còn Toyota Innova mới thì phiên bản 2.0 số tự động này, chúng ta có cái mặt lưới tản nhiệt nó nam tính hơn, cứng cáp hơn, và cái logo thì đẹp hơn. Lui sâu hơn một chút thì ở dưới chúng ta có cái bóng đèn gầm nhá. Bóng này là bóng LED, khá hay, tuy nhiên thì lại đặt hơi thấp. Có lẽ là do cái thiết kế ban đầu của xe thôi. Còn về cơ bản, đầu xe chúng ta có trang bị thêm về đẹp hơn về ngoại thất. Đấy, cái hệ thống đèn này tiên tiến hơn này, nam tính vuông vắn hơn, và mặt lưới tản nhiệt cũng như là logo bệ cản trước khá đẹp. Thêm cảm biến, trước thì chúng ta chỉ có hai cảm biến thôi, bây giờ có đến 6 cảm biến thôi. Về phần thân xe thì Toyota Innova bản chất là một chiếc xe 8 chỗ, nó không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Thân xe chúng ta chỉ để ý là cái mâm nhé, cái bộ mâm này. Mâm ở trên Innova mới, kể cả phiên bản E số sàn nhé, thì quý vị các bạn đều có cái mâm phay đẹp như này, yên tâm không phải mâm đục như là thời điểm trước. Về phần đuôi thì Innova 2.0G phiên bản này trang bị bóng vẫn là bóng halogen nhé. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thêm camera lùi đó, và cái tổng thể kích thước, cái tổng thể thiết kế với một cái thanh ốp nhựa đen to như này làm cái xe trông khỏe hơn và lịch sự hơn. Cốp sau thì dung tích vẫn vậy. Khi mà các bác mua xe gia đình 7 chỗ thì ưu tiên với những khách hàng mua Innova 7 chỗ xe gia đình, thì tất nhiên là cái diện tích chở đồ ở phía sau luôn là một điểm chúng ta quan tâm. Thì Toyota thì khá hay khi thiết kế cái kiểu gập 50-50 như này, kéo lên và chúng ta có một cái khoang để đồ rộng hơn. Đó. Thay đổi kích thước thì vẫn vậy thôi, cốp vẫn là cốp cơ. Tuy nhiên thì ở phía đuôi chúng ta có thêm camera lùi nhé. Có lẽ phải đi vào trong thì mới thấy là năm nay Toyota thay đổi thì chiều khách hàng như nào. Đầu tiên thì ở trong khoang nội thất chúng ta, cái bản này là tất nhiên không phải bản chạy dịch vụ rồi. Chúng ta thấy đấy, cái đối tượng khách hàng mà Toyota nhắm đến tất nhiên là những gia đình có nhu cầu chuyên chở nhiều người, gia đình đông người. Ốp gỗ rất đẹp đúng không ạ, rất sang trọng. Màu nội thất ngoài cái ốp đen này, chúng ta có ốp nhựa mạ vàng này, có ghế nỉ nhưng mà màu sắc khác nhé, đây là ghế màu nâu nhé, và tất nhiên là có thêm cả họa tiết luôn. Chắc là vẫn phải bọc da lại cái ghế này thôi. Ghế thì toàn bộ là chỉnh cơ ở cả ghế lái và ghế phụ. Rồi mình xem cái màn hình này, màn hình trông như màn hình độ nhỉ, màn hình ở ngoài ấy nhỉ. Màn hình mới này là màn hình cảm ứng 8 inch, và đặc biệt là chúng ta ở trên vô lăng, các bạn thấy đây ạ. Vô lăng như vô lăng Fortuner 3 chấu
đẹp hơn nhá. Cái này nó còn ốp, cái này ốp nhựa vàng đấy, chung chi tiết nhựa vàng này đẹp và nhiều hơn trên Fortuner. Fortuner chỉ là nhựa trắng thôi, này vẫn có ốp gỗ sành điệu luôn. Và đặc biệt trên dòng Innova chúng ta có hệ thống chìa khóa thông minh, khởi động có nút bấm rồi. Đây, chúng ta nhìn cái đồng hồ, mặt đồng hồ mới của Toyota Innova này. Đúng không ạ? Không kém như Fortuner, thậm chí là cái thiết kế đồng hồ này còn mình đánh giá nó còn đẹp hơn trên Toyota Fortuner nhé. Nhiều chi tiết ốp gỗ. Đấy, kể cả ốp những cái chi tiết nội thất nhé. Đây là đẹp luôn. Đẹp như nào thì chắc là vẫn phải mời quý khách hàng đến trực tiếp đại lý, và Toyota Quảng Ninh đang có sẵn xe cho quý khách hàng xem. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp trên video qua hotline. Rồi, cái bệ tì tay vẫn to. Cổng kết nối, bệ tì tay hay để cốc vẫn dùng phanh tay. Đây là phiên bản số tự động. Đây, chìa khóa của em ở đây. Xe mới về nhé. Em quay các bác xem là năm nay nó khác như nào. Đây, chìa khóa Innova này. Đó, vẫn để đầu thoải mái luôn. Tẩu thuốc. Tất nhiên thì ở trên chúng ta có điều hòa điều khiển tự động rồi. Đẹp hơn trên mẫu Fortuner. Tức là như nào mình cảm giác như nhá. Cái bảng tablo, không quanh bảng tablo này, nó một phần na ná giống Camry. Các bạn thấy giống Camry, các bác thấy giống Camry ạ? Thì comment lại phía dưới giúp em. Đó, tất nhiên thì xe Innova thì nhiều người sẽ mang mác là xe chạy dịch vụ, chỉ thế thôi. Tuy nhiên thì năm nay thay đổi khá hay. Đây, hàng ghế thứ hai chúng ta có bệ tì tay này, hay để cốc này, đúng không ạ? Và tất nhiên thì hàng ghế thứ ba của Toyota Innova thì vẫn là một lợi thế lớn. Rồi, em thao tác kéo một chạm, đó, lên xuống rất dễ dàng nhá. Hàng ghế thứ ba thì bản chất Innova là một chiếc xe 8 chỗ, thì chúng ta có thể ngồi 3 người hàng ghế thứ ba khá thoải mái, rộng rãi. Xe Innova thì tất nhiên là ưu tiên về rộng rãi rồi. Đặc biệt là chúng ta có đây một chút tinh tế đến từ Toyota là khay để cốc mới nhá. Đây, ốp gỗ luôn, những chi tiết nội thất mail ạ. Chúng ta nhìn ở trên này, thay vì ba cái dàn lạnh như ngày, ba cái cửa gió điều hòa lạnh như ngày xưa, thì bây giờ chúng ta có một cái viền ốp trang trí, có cả đèn, công tắc đèn điều chỉnh điều hòa. Đó, đẹp đúng không ạ? Năm nay thì mình phải công nhận là Innova bản này khá hay. Giá rổ thì em sẽ cập nhật trong những cái video tiếp theo của chương trình khuyến mại. Còn video này thì soi nhanh cho các bác xem những cái điểm mới ở trong nội thất thôi. Rất là mê. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về giá xe hay là có nhu cầu xem xe lái thử trực tiếp thì có thể vui lòng liên hệ với em qua hotline đang đính kèm ở trên video. Rồi, xe lại gặp lại trong những cái video review chi tiết hơn và cập nhật giá xe mới hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.